Hello, mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình nha. Thì hôm nay em sẽ cập nhật một số dòng cá bảy màu tuyển giống và siêu đẹp luôn nha anh em. Và đặc biệt á, là đơn hàng từ 300k trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ là miễn phí vận chuyển cho anh chị em luôn nha. Đó, anh em tranh thủ đặt hàng nha anh em ơi. Anh em đang xem clip thì nhớ cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha. Rồi, cái hồ cá anh em đang thấy trước mặt á, có tên là gồng tím mò sắc anh em. Size cá là size 2 tháng mấy, gần 3 tháng thôi. Đợt này em lên số lượng khá là nhiều nè, cho nên sẽ lựa ra một mớ làm giống lại rồi sẵn chia anh chị em luôn ha. Đó, với giá là cực kỳ mềm anh em ơi, tại vì em đang có số lượng nha. Để anh em là 40 nghìn một cặp thôi, cá như clip. Con cá trống thì trên thân có một lớp platinum màu trắng trắng, bạc bạc, tím tím nha anh em. Còn con cá mái thì cái thân màu đen như clip nha. Đó, anh em thấy cá không? Bơi lội rất là sung luôn nha anh em. Đó, anh em bể một cái để vào cái lồng đẻ nha anh em. Đây là mấy cái hồ cá em lựa để mà làm giống đó anh em. Rồi đây là khi mà em vớt ra ngoài em xô kỹ hơn cho anh chị em xem ha. Em chủ yếu là em xô cá trống thôi anh em ơi. Máy thì không có màu sắc gì mấy nha. Con cá trống thì trên thân có một lớp platinum màu trắng trắng tím tím. Cái đuôi con cá thì màu tím nha anh em. Nó gần full mình platinum hết trơn rồi. Mấy con này rất là đẹp luôn anh em. Mấy dòng này anh em nên nuôi nền tối và mình đánh thêm cái đèn anh em, và có ánh sáng chiếu vào thì cái màu sắc rất là tươi như clip luôn nha anh em. Clip em quay là rất là chân thật, quay ngoài trời nắng nha. Có ánh sáng nó chiếu vào, cái màu sắc con cá lên rất là đúng luôn, rất là tươi luôn nha. Thì cái hàng này nói chung là giá cực kỳ mềm bên em, tại vì bên em đang có số lượng nha, chỉ 40 ngàn một cặp thôi. Anh em muốn bắt bao nhiêu cặp thì bắt, cái hàng này là giá cực kỳ mềm rồi nha anh em. Đó, thì anh em có cần đặt cá cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để góc phải màn hình đó nha anh em. Tiếp theo em lên cái bộ Bluetooth Bass Finsi. Finsi nói chung là kêu quá dày đó, Finsi lên như clip với anh em. Thì size cá đặt này là size khoảng tầm 2 tháng 10 ngày. Lên trên chim hay cá thì như clip với anh em. Làm đang cái hàng như clip á, về là bao nhiêu làm giống luôn nha, là 120 ngàn một cặp. Đây là cái hồ cũng trung bộ nha anh em, thì size tơ một xíu nha. Đó, cái hồ này sẽ tơ hơn một xíu. Cá thì lúc nào cũng lanh lợi và sung luôn anh em. Tôi bắt cái dòng này thì anh em chơi cá mái nha. Cá mái mà ghi bông Finsi là ok. Cá chấm thì không quan trọng gì mấy nha anh em, tại vì mình chơi ghi bông Finsi mà. Rồi, chỉ cá mái thôi. Cái hồ bên đây là sẽ tơ hơn nè, khoảng tầm tháng mấy, gần 2 tháng nữa anh em ơi. Chuẩn bị tách chống máy rồi nha. Cái này thấy cá không? Bơi lội màu sắc rất là tươi. Tôi bắt là một dòng cá cổ điển anh em, rất là dễ. Rất là thích luôn, ưa chuộng của anh em. Nói chung là cái màu xanh rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là cá mái nè, cái hồ này là sức bán ok nha. Cái hồ tiếp theo thì em có Blue Coy Sọt Snackin. Hôm hậu có anh khách chốt cái bài này rồi, nhưng mà hồi lại đó anh em. Thì hôm nay em sẽ lên lại để giá mềm hơn luôn. Hôm hậu bán 450k một cái cho cái bài này phải không. Hôm nay thì em để anh em á, là 5 cặp như clip nha. Size cá là đang ôm trứng ôm bầu. Anh em bắt cái bầy này về đây là bao đẻ anh em luôn, nó sắp đẻ anh em ơi. Size cá em vừa form lên á, cá như clip nha. Đó, là 5 cặp này, để anh em là 5 cặp như clip 400k phi ship luôn anh em. Đó, là khoảng tầm 350 thôi. Tại vì em bao ship rồi, phi ship cũng khá là cao đó nha anh em. Em đóng gói em bỏ vào cái thùng xốp nữa, cho nên cá anh em rất là ok và khỏe mạnh luôn nha. Đó, cá này thì như clip ôm trứng ôm bầu. Cái dòng này thì anh em chơi top view khá là đẹp này, chơi sao view cũng khá là ok. Con cá trống này nhỏ không được phân nửa cá mái nữa nè. Rồi tiếp theo thì một dòng cá top view cực kỳ đẹp luôn, màu vàng óng ánh anh em ơi, là full gold full sành, hàng ghi bông anh em. Gọi là full sành là nó full hết rồi đó, có đầy đủ yếu tố cho luôn nha. Tại bên bơm hàng là hàng nọc nha anh em, hàng về làm giống luôn đó nha. Size cá là bự khoảng tầm ngón út nha anh em, bự ngón út nha. Cái hàng này của em á không phải là cá già, cá size cấu đó nha anh em. Cá tơ vừa lên nhưng mà tại vì body rất là to luôn. Đó, chưa ghép chống máy luôn nha. Anh em về mình cho ghép vô, chỉ mới âm trứng nhẹ nhẹ thôi anh em ơi. Là biết chống máy là em tách riêng form từ nhỏ luôn rồi, cho nên và nuôi cái diện tích rất là bự, cái hồ rất là bự anh em, cho nên cá anh em thấy không? Rất là mập ú luôn. Size cá là 3 tháng nha anh em. Về cho đẻ luôn anh em ơi. 120 ngàn một cặp thôi, và ngày hôm nay để anh em combo 3 cặp là 300k free ship nha anh em, 3 cặp như clip nha. Ba cặp như vậy nè. Đó, anh em thấy cá chưa? Rồi tiếp theo thì em có Silver Gado anh em ơi. Hôm nay thì trống nhiều quá trời luôn, bán trống khỏi bán máy luôn anh em. Để anh em một con trống như clip nha. Dòng này mình chơi top view cho side view khá là ok nha anh em. Một con trống như clip á là 15k một con nha anh em.
Đó, để anh em ha. Một cặp thì bán 50, mà tại vì máy đang thiếu anh em cho nên trống nhiều á, cho nên bán trống không luôn. Để anh em là 15k một con. Thì anh em có bắt thì cứ liên hệ cho em ha. Hồ này trống đâu em còn dư khoảng tầm 30-40 con trống á, như clip nha anh em, tại vì trống dư nhiều quá. Rồi tiếp theo thì em lên dòng xanh platinum, bộ này là bộ full tia, vây lưng vây đuôi, vây đuôi cái góc này gọi là có thể nói là 160 170 độ anh em, chưa gọi là hắc môn chuẩn nha. Đó, như vậy là khá là ok nè, dòng xanh như clip nha. Bán anh em một cặp như clip á, là 80 nghìn một cặp, và 5 cặp á, là 300k free ship luôn nha anh em. Con cá trống là bộ này vòng vòng của Thái nha, ở màu xanh và platinum khá đẹp anh em ơi, quay đuôi quay lưng full ti hết trơn luôn nha. Cái hàng này mình làm giống tầm trung khá là ok anh em, và nuôi thủy sinh làm giống khá là đẹp. Còn đây là khi anh em nhìn từ trên xuống rồi nha, trên thân có một lớp platinum màu hơi xanh lá cây một xíu nha, nó ngã qua màu xanh lá cây lên tay bơi luôn nha anh em. Đó, con nào cũng nói là full platinum hết trơn luôn, cho nên anh chị em yên tâm nha. Màu sắc con cá rất là tươi, em cho ăn chế độ các dinh dưỡng rất là ok luôn đó nha anh em. Rồi tiếp theo thì lên Dumbo Pite anh em ơi. Dumbo Pite thì bên chạy em là số lượng rất là nhiều luôn, lên cá là không kịp bán cho anh chị em luôn. Cái hàng em đang quay trên clip cho anh em xem á là chỉ có 50 ngàn một cặp thôi. Và ngày hôm nay anh chị em là bắt combo 5 cặp, để anh em 5 cặp cá như clip là 200k thôi anh em. Cái hàng này về làm giống luôn nha, là Dumbo Pite đó anh em. Tai bờ màu xanh đen đậm luôn anh em ơi, đuôi màu đỏ, bộ này đuôi tròn khá là ok nha. Đó, anh em yên tâm với cái bộ cá bên em, cái bộ Dumbo này nha, lên khá là đều anh em. Hôm nay là bán cho khách cũng cỡ 40-50 cặp đó anh em, Dumbo như clip này nha. Đó, khách hỏi quá trời luôn, cá vừa sai tơ lên là khách bắt hết trơn luôn rồi. Bộ này là full platinum, cứ nuôi anh em cứ nuôi càng lâu thì cái tay bơi nó càng dài càng đẹp anh em ơi. Tại vì Dumbo mà cá càng trưởng thành mới vòng vây rồi thì khá là ok nha. Còn đây là cá mái nha anh em, mái này anh em nhìn này nha, size mái là nhỏ nhỏ lắm, khoảng tầm nhỏ hơn con út của em nha. Nhưng mà size như vậy anh em yên tâm ơi, về là mình thần nước dễ nè, xinh thẻ luôn. Size cá Uno anh em, tại vì không gà em thúc trùng á, cho nên nó ăn rất là nhiều luôn nha. Hộp Uno à, hàng này về cho đẻ luôn anh em ơi, ôm trứng ôm bầu nè, ôm trứng thôi nha, cũng chưa có mang bầu bự anh em ơi, mới ôm trứng thôi, về là mình em ghép vô cho đẻ luôn nha. Rồi 5 cặp là 200k, thì anh em có cần thì nhắn cho em. Hàng tơ zin chưa đẻ lần nào, còn mới vừa lên luôn anh em. Anh em cứ về mình nuôi mình trải nghiệm thử nha. Anh em nhìn ngón tay của em nè, thì nó nhỏ phân nửa ngón tay anh em, bự hơn phân nửa xíu nha. Rồi tiếp theo tôi lên bờ lưu tặc gian anh em ơi. Tại gian đợt này size cá đang là 2 tháng nha anh em, hàng như clip nha. Cái đầu thì xanh xanh, cái thân thì màu đen, màu sắc khá là tươi nha anh em. Cái hàng này cực dễ nuôi anh em, mấy con lưu tặc gian này cực dễ nuôi à, giá cực kỳ mềm thôi, chỉ 30 ngàn một cặp nè, cá chấm nha anh em. Con cá mái thì màu đen hồ lùi, bự gấp 2 gấp 3 lần cá chấm á, tại vì cá mái là body mà, body bự sinh sản. Rồi thì anh em có chơi dòng mà lưu tặc gian này cứ nhắn cho em nha, qua số điện thoại và Zalo em để góc phải hình đó nha anh em. Cá với màu á thì em ship toàn quốc và bảo hành 100% nha, cho nên anh chị em đặt cá bên em thì yên tâm. Đó, anh em nhận cá rồi gửi tiền nha anh em. À, lưu tặc gian một dòng cá cổ điển rất là dễ nuôi luôn, màu đen cái đầu màu xanh lên em ơi. Rồi dòng cá cuối cùng ngày hôm nay luôn là gồng sâm BDS hắc môn, hàng tuyển giống body Uno rồi anh em. Đó, đuôi là căng hắc môn chuẩn, và cái bộ này của em anh em để ý nó trống nha, cái tay bơi khá là bự anh em. Cái tay mời con gồng của em khá là to nha. Đó, quay là BDS hắc môn đàng hoàng nha anh em, chuẩn luôn nha. Hàng này bán cho anh chị là 120 nghìn một cặp đó, và combo 3 cặp, để anh em 3 cặp là 300k free ship luôn nha anh em. Đó, chống là anh em bán chuẩn không, cá rất là ok luôn. Hàng này về làm giống là cực kỳ chất lượng luôn anh em, body rất là lực, tay bơi khá là bự anh em. Cái bộ này của em mới xem thấy tay bơi khá là ok đó, không thể nghiêng về mình chơi bơi, chơi tay bơi mình chơi vòng quay anh em, vòng quay đuôi với lưng ha, nhưng mà em thấy khá là đẹp. Với cái giá tiền này anh em bắt một cặp như vậy là cực kỳ chất lượng rồi nha, 3 cặp chỉ 300k thôi. Rồi anh em có tranh thủ đặt hàng thì nhắn cho em nha. Cũng không còn nhiều cá đâu anh em, cũng nhanh hết ha, tại vì cái hàng này em vừa lựa lên được một mớ à. Còn đây là cá mái anh em, mái thì chưa bung mấy nha, mái tơ mà, tại vì sai mới cái tầm 2 tháng rưỡi thôi,
đó, máy thì body nè, bay đuôi lưng đen bông nha. Đó, bộ này bộ đuôi thâm đen. Anh em cứ nuôi càng lâu thì con cá nó càng đẹp thôi anh em ơi. Rồi thì anh em nào cần đặt cá cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để góc phải màn hình đó nha anh em. Thì bên em thì có hai bộ bông xanh, cái bộ này bộ khác nha, cái bộ lại đầu clip anh em xem á là cái bộ khác nữa. Đó. Thì cái bộ này thì cái đuôi nó chuẩn hơn và cái vây nó ok hơn ha. Anh em yên tâm nha, em lựa cá là lựa đúng bộ cá đàng hoàng chứ không có lựa tào lao nha anh em. Còn đây là anh em nhìn từ trên xuống nè, anh em thấy cá không? Rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, tay bơi bơi lội rất là tung tăng luôn nha. Rồi clip em giới thiệu cá đến đây là kết thúc nha anh chị em ơi.